nổi lối đi một trận ê thì ai đang tinh phi hòa tốc vội vàng ngự truyền bắc bắc đầu phê nàng giáng sinh ê. Địa linh nghệ ơi Nam Sơn phủ nghĩa giữa huyện Thiên An Thái nghệ xã danh ngang họ lê nổi dầu châm mi anh ý. Họ nguyện con cầu đạo cầu bình an quả thực dâng lên đăng trà quả thực dâng lên lòng tin bái thinh Chúa Tiên ngự về vân cát thôn quê đất phủ xây vân cát na thôn quê nghĩa hướng thiên bản nhà lê sang chân đệ nhất thiên tiên trên thiên đình mẫu bà đệ nhất thiên tiên vật công chúa trên tường thiên giang về lô hương xài nhiệt pháp giới mong nguồn chư Phật phải hội tất giác vân tử sư kết tường vân thành ý hương vân chư Phật hiện toàn thân nam mô hương vân cúng sang Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương vân cúng sang Bồ Ma Ha Tát nam mô hương vân cúng sang Bồ Ma Ha Tát thánh gia hồi cung đệ nhị trên ngàn dâng văn mẫu bà đệ nhị trên ngàn tích xưa hiển thánh trong đền song sơn trên đan một ngàn lô nhiệt minh hương gia du từ mẫu lưỡng thu lưỡng hòa đổi thắp thanh lương trí tâm kim cương nhật chu biên tập phương nam mô hương vân cúng sang Bồ Tát Ma Tát nam mô hương vân cúng sang Bồ Tát Ma Tát thánh gia hồi cung thanh mẫu đệ tam mà cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tam mà xích lân lòng nữ ngự đền đà thoại cung dưới đình chân hương phận khởi xuống thiên thượng đệ tử kiên thanh nhiệt tại kim lô phóng khoảnh các nhân luân tức viên mãn thập phương nhật xa dua miễn nạn tiêu tai chứng nam mô hương vân cúng sang Bồ Tát Ma Tát nam mô vân cúng sang Bồ Tát Ma Tát thánh gia hồi cung chân chiều sang văn na đức thánh ngã chân chiều anh linh chắc sáng ân cần ngài giúp cho sử ký Việt Nam Trần Thị
lệnh đế vương kế thế trị bình thiên trường tức mạc địa xanh sơn hà sục tu trung linh khắp kỳ về truyền phán các quan đã tả văn hữu phó lượng ban đáo đàn quân thủy quân bộ đôi hoàng thuyền binh vạn mã hầm hà kéo xa lệnh truyền nhất đội vạn cơ văn sớ dâng lên thượng lại văn sớ dâng lên trình đức thanh cả chép biên cho tường về cho họ vũ bình an Họ Vũ Bình An cửa nhà phú quý khang linh thọ trường thuê cho vẹn cả đôi đường lòng. Vẹn cả đôi đường ông cho họ nguyện con nay vẹn cả đôi đường mà mùa xuân cầu lộc thu sang cầu tài hạ về tống mắt chữ tay
cuộc sử ký đời Việt ni Nam. Việt Nam chân thị lệnh để vương kế thế chỉ binh. Thiên đã trường tức mạc địa xanh, sơn hà dục thu nghi trung linh nghi kham kỳ. Mạc Vương là đất trong anh cô Kim Chi Ngọc đẹp xanh dày. Đoán ra
hồi cùng trên tòa vàng trong ơn đức thánh dưới thiện tuyền họ nguyện con không sợ vương cô ra hồi cùng lại lắng xa trông ngoài bể đào lại lắng xa trông thuyền coi cô bé trèo về hạ long thánh gia hồi cùng thấp thoáng giang khê chiếc thuyền dòng ai thấp thoáng giang khê thuyền coi cậu bé trèo về hạ long sắc phong trong triều đình ban chỉ sắc phong ý ra ban chữ tướng bậc vương tôn ý nhà trần đi cậu hoàng tôi văn văn võ mười phân điều binh khiển tướng nghĩ tài thần cậu xa oai sai chư vị các quan ấp đó bản đền nay ấp phủ đồng nhân chữ để thân giáng lưu ân văn sớ dâng lên thượng ngài văn sớ dâng lên cậu về tấu đôi chép biên rõ ràng phê cho họ vũ bình an đôi chữ bình an cậu phê ra chủ bình an chữ phú chữ quý khang linh thọ trường phê cho vẹn cả đôi đường bên tai cậu nghe tiếng đàn vắng vắng ở bên tai cậu uống chén rượu đánh ván cờ cao thật là cao để tay tiên chuộc chén ly rượu đào
sang nhân tuần sơ dâng lên kính vua lên tạ mẫu thờ Huệ mới dâng mời là mời sức cậu hoàng sơi chúc chén rượu đào hội quỳnh tiên chúc chén ní rượu đào cờ tiên đã rượu thanh thập mã cao để cậu những đôi tuần kể tuần rượu thứ ba kể tuần rượu thứ ba để các cô dâng mời là mời giúp cậu hoàng sơi thập thoáng sang khê chiếc thuyền rồng ngay thập mà thoáng sang khê thuyền là thoái cậu bé đang trèo về đất Hạ Long triều đình ban chỉ sắc nghi phong nghỉ xa ban chư tướng ý xa ban chư tướng chứ ra ngoài cửa đông mi hạ lệnh tiến công cậu phật cờ hạ lệnh tiến công nguyện mông tháo chạy chứ phạm nhãn cũng phải sợ xuất chúng đại tài cậu là bậc thánh tôn xuất chúng nghĩ đại tài văn na thảo võ lược chân nào ai dám mỹ bì cậu danh thơm tám ma cõi lẫy lừng ngũ châu tứ hải thánh gia hồi cung tam quang chiếu bao la thế giới vâng nguyệt soi trói lọi nam thiên đền thờ phóng nguyệt vô biên đền thờ phong nguyệt vô biên xó thu siêu sắt chúng đền nhạt khoan trình nam thiên nhớ xưa tình cũ trốn lạc châu thủy tu sơn tinh đông cuồng công chúa sáng sinh vào lệnh tộc phục lệnh quyền cao miền xa thủy mạnh trao dưới trường chúa sang trần thoảng mùi hương hồng hào sang khắp bốn ni phương chúa ai đường ai tay hằng trải chuốt năm đêm ngày sương dục vì xó băng vàng ngọc đền na nhượng tình sao đầu ân ni hà thank you.
ngân hà, môi son ma phấn, tóc ngắn già sờ vân. Giá thanh tân dịu dàng cách điệu đoà phù dung, xương liễu nhờn nhớ vẻ nào mà chẳng trai lơ. Hoa xuân mới nhu nguyên là thu đương cho. Kim môn ngọc lệ nền đan thanh, ai vẽ cho bị gồm lo, tự đựng sung nghĩ già so tông sử xanh ngã bị tề cương. Bảo cho hay chân là xa lắm đừng mà thấy chứ nắng cay mà buồn từ xưa nước chảy về nguồn cùng là dòng sữa mẹ thì cứ như con trong một nhà. Mang lộc đến cho một nhà nó ấm, mang lộc đến, mang lộc đến cho họ Nguyễn hơn người. Một hôm sầm dâng hoa cúng quả thì thầm mà khất kêu nay về đồng phân điểm son cô bông bành mái tóc như sóng số ven gành xin chúa chứng tâm cho họ vũ con lòng thành. Hôm nay đàn hay mà hát ngọt xin chúa hái lộc để dành cho vân có họng chúa thương đông đâu cũng linh từ nổi tiếng anh linh đồng thầy con nhất tâm ra bằng ghế để được thơm ma xanh một nà đời. Ai sai đôi
lục cung bắc nắng nắng ấy vốn dòng sơn trang tinh tình mà mang chúc trăng sang mắng che mắng mưa cơm lát trà vàng lệch lệch sai thập nhị tiên nàng ia chúa xuống giúp nơi chân gian mở đường nhân nghĩa ban phúc lại cho nhà nhà và vang lừng tiếng ca đón chúa về ngự vui đôi tay chúa múa buông đôi môi hoa ta sáng như muôn ngàn đành sao môi hoa ta sáng làm bồi tay mùa soi sáng soi trong đền từ hương nghìn trùng xa xôi lướt mây cười gió nay chúa về về đây loạn xa sương ca thương đồng đồ cho chúng dân nhà nhà ơn phúc lai ấm no bình an trình Phật Thánh sau trình vua cha trình lên các phủ các tòa ia lang châu vĩ tựa vàng son con non vĩ tựa tập lòng con gia trình ngày hôm nay quỳ trước công đồng bút hoa về chép sơ tuổi công danh nhân nhờ cửa mẫu lộc sơn trang chúa mang đến tận nơi ia chính vì lộc tài nhiều phú quý để xa đổ cho rộng cửa câu nhà ia trình Phật Thánh sau trình Bồ Tát trình lên các phủ các tòa ia họ đỗ con dâng mâm châu trình mâm châu trình họ đỗ con dâng lên trước trình Phật Thánh sau trình Bồ Tát trình lên các phủ các tòa ia con xin đội lệnh tôn nhang trước trình Phật Thánh sau trình Bồ Tát trình lên các phủ các tòa ia
chân người sao bước tới đâu sao mầm nhân nghĩa bấm nhịp cầu vinh hoa đẹp như sao bắt đầu ngân hà đẹp như tiên nữ ngồi kề bên trắng đã bước trắng đang tung tăng bay lượn con nong nong vàng tìm kiếm nhị hoa trên non cao bao là xê là bóng lộc cho nhiều hơn năm năm ngoái năm xưa thanh đồng còn nhang khói phục thờ 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14 bay về đang bay về bàn đền đơn tinh 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 tàng tinh chân bước đều ngàn đồi hoa tinh 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 tàng chân bước đều ngàn đôi hoa sốc 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 cao mặc sông nấp băng qua đèo mới đèo còn xa sốc 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 cao mặc sông nấp băng qua đèo cho hai hoa, hai trăm hoa đem về giấc mẫu độ cho đồng tài lộc vinh hoa trên non cao bóng đã xê ta ý à. Sông muôn khúc dạo quanh bàn mường ngôi đền chùa xưa nhà sàn mái lợp mập cột chạm dòng thời đinh ni trần lễ dâng văn tiên thánh chúa bà đồng đúng trên đền là tuần quan sáng đàn trưng đây trên sơn trăng mới về chúa nghiêng nghiêng xe mái tóc thề thánh gia ngồi cung tam đảo địa linh đất tây thiên tam đảo địa linh thanh bàn chúa ngự cạnh nhà thanh nhiệm màu
biết chúc lâm lối sang tam đảo, lối về đất Tây Thiên. Láng rêu xanh trên đồi mà thoai thoại gió sung cây, sương dài màu xanh mây mông, núi thầm bao quanh ý. Bao quanh đến thờ nhang khói đàn tranh ngự đông, mây một khúc như sông xuống núi sớm tan sương, nguyệt tới trăng in liều lù chim hót hòa bi. Trên ngàn hót chào tiên cảnh, bìm bìm kêu yêu quanh mà vắng tanh, chiều tà vắng vắng cảnh nhà đêm khuya. Đang bay về rừng sâu, nghe tiếng lá rừng xào xạc đêm cánh thâu, long lanh rừng đồng bạc màu trắng như vôi. Kiệt giang này thầm mơ thoáng ở trên đồi, tàn sương xuất hiện bóng ngã bà Tây Thiên.
chân ngàn vườn đẹp cao vực thầm mà vãi đeo vui hay quả tim hoa. Đêm chẳng thành ngàn kẻ đêm chẳng thành nhốt nút chút đi về hoa thơm quả ngọt tim sắc lên lâu lên tới cao xa.
sơn bạch mã hỏi thăm đền chúa nguyệt nơi nào hỏi thăm mà ca khép đi vào. Chúa bói vượn đã đào cành tiên đứng đôi bên nát miếu cậu lầu cô xung quanh đã mọc lỗ số đường đèo chữ môi son má phân mỹ dậy vần dù con dậy chim muôn lưỡi vèo con chào mừng được danh chúa voi nguyệt. Căn to mà vật hạn bòi xa người buồn na bàn thông anh bòi cho ai có của để dành bòi cho ai có chức công dành ở đời. Bòi xa ai nghèo trước sướng sau bòi xa ai tâm phải heo sâu bòi xa ai được sống lâu giàu bền. Đường tình duyên lần đần bòi xa người phục nghĩ bận nghiệp dày chơi đông cho tới trời tây ai là người căn số nay chúa bấm má tay bắt ná thực là tiến giang chân.
tốt tươi mọi vẻ thanh tân. Về đồng làm lên sông nhang, sông lên tam bảo mười phương độ trì, tay sông nhang niệm Phật từ bi. Mây hồng năm sắc, có Chúa tiên giáng
chân. Đôi chân nhẹ lướt trên các sườn non yên ngơi đắm hoa cà. Phúc linh điện linh thiêng chiếu về làn da chứng tâm cho thanh đồng. Bàn câu tiên lộc để đã thắt ngày no một đời giàu. Xuân tuần hạ thu đông một chữ bình an. Mọi trời đông cho tới trời tây, ai người canh số chưa bấm tay bắt đỉnh đất phong châu nước nước xanh thần nữ nghe nước nước xanh truyền đò ba chùa lâm ma thao vốn xưa con đã lạc châu sông. Trên đất phong châu hai tiếng nhiệm bầu phong châu hai tiếng nhiệm đền thờ cổ tinh có voi chầu long tranh chốn ông lạc non thiêng sông núi bùn nghìn năm rừng hương văn văn lang dầu thiêng lòng lẫy trang sử
tiếng trống đồng ngờ vắng 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 xa đưa nhặt nhặt đàn chim hạc ngờ bay về tiết tháng ba. Khắp nơi nơi muôn dân con nô nức trở về nguồn, từ khắp muôn phương còn như tới ngày dỗ tổ hùng vương. Chúa bà lâm thao thật đai xanh chân đi nơi guốc mộng áo pha màu tiên na chặt ngã phao phao thanh thang kiểu phong chúc hoa cầu. Sốc cao sốc cao sườn đồi kia là con
suối uốn quanh lượn qua chân đèo, hàng hoa thắm tươi nhạc sớm trong nắng mai, hát khúc ca mùa xuân. Núi 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 kia xếp núi, mây lượn trời lượn lờ trôi. Núi 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 kia xếp núi, mây lượn trời, mây lượn trời lượn lờ trôi. Trời tiếng sao ve ve ngon, mặt hoa ra vẫn chút cười giòn đêm trăng. Dạo vườn măng tìm trầm hai thuốc, dưới trăng vàng tha thướt sáng tiên. Xuân đã về lòng tiếng chim ca. Hội họp để ra tháng này, ban cho tiền tô tô lúa xây, bóng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa. Thành đồng còn nhát khói phụng thờ. 30 mùng 1 ngày 14 hôm sầm, 30 mùng 1 hôm sầm 14. Bước đều ngàn đồi hoa, tinh 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 tàng tinh nhắc chân chân bước đều, chân chân bước đều ngàn đồi hoa. Chim gà tung cánh, chim gà tung cánh đang bay lượn giữa trời. Trời bay trôi hoa thắm tươi, long lanh đúc ai đang sắp tỏ bên đồi. Hò hò ca vang, người người hân hoan tiếng chuông vang thọ vô cương. Tay chân đang vô lượn vàng khúc nhạc xanh hoàng, tay chân đang vô lượn vàng khúc nhạc xanh vàng, tay chân đang vô lượn vàng khúc nhạc xanh vàng. Một bông hoa trong rừng ngát hương, một bông hoa thơm chưa hái hoa mang về. Ai tâm thành chưa xé trao, trao trong ngàn ước mơ. Cho buồn cho bạn nắng khắp nơi trần gian ai biết chú bà người lầm thao. Trần gian ai biết chú bà càng tối. Quyền hành cái quản sơn trang, sơn lâm các đông xa gần làm tôi anh linh.
lừng lẫy núi đồi. Cho giang trần dẹp lũ tà tính chúa say hàng vạn hùng binh. Thánh gia hồi cung ai lên tới sơn lâm châu thổ ngắm cảnh rừng cho bói cà phê. Sơn khê hồn thiêng sông núi xanh tài còn ghi như tích xưa Lê Chiêu mà thái tổ một thôn nghèo mà ná đổ trên nương làm chiều dặm khúc đường. Cầm mà cờ giáng sinh đêm thành giờ tí hiền ơi. Chúng mang tài
Thanh giờ tí hiện hình
Bạn
tin đùng đình ngờ gót nắng hồng ngào xuống. Đàn ngũ âm tay đàn mà miệng hát, có tiếng đàn tơ trúc mà véo von, tiếng kinh tiếng thổ trên non nơ. Dịu dàng khoan thai, tiếng thổ mang xa xa xèo xắn, cảnh lâm thiền vườn hót chim kêu. Thánh gia hồi năm miếu xó sang năm phương, năm miếu xó sang sang ngã phong trước bàn cảnh, sang ngã đàn về đây. Có khác nào tiên xa ý
lạy Chúa thương cho văn văn đàn con vất vả khó nghèo. Tuy rằng có ít nói nhưng tính chúng con này thật là tha. Ở trên thương ngàn Chúa Bà Hồ Vương Mẫu, đền năm phương yêu dấu Chúa vào xa, đền gốc ông đa cùng văn con thành bóng Chúa về. Mẫu khen hôm nay họ Nguyễn đẹp lại còn đến Ninh Na dịu dàng. Cùng quỷ ngày trước lại hành liên vị chân tay biết ra. Nếu mà biết ra phải đến đồng thầy họ Nguyễn ngay, xăm mà xanh sửa lễ làm mà con chưa bà.
chân người sao bước tới đâu xem bầm nhân nghĩa bắp nhịp cầu vinh hoa đẹp như sao bắt đầu ngân hà đẹp như tiên nữ ngồi kề bên trắng đàn bướm trắng đang tung tăng bay lượn con nong vàng tìm kiếm nhị hoa trên non cao bóng đà xê tà tiên nữ đang hái hoa trên ngàn xanh kia là nàng tiên nữ đang hái hoa đem về đôi tay tiên cho hái hoa hồng đôi tay tiên cho hái hoa phù dung nào là hoa cúc hoa mai hoa sói hoa sen hai bông hoa trên ngàn nào là hoa cúc hoa mai hoa sói hoa sen bông hoa nào đẹp giáng sinh sinh trên ngàn đợt tôi tu anh linh đợt áo thêu chân rồng hài hoa tóc xanh ta ngà chú đẹp như bông hoa tóc xanh ta ngà chú đẹp như bông hoa tôi chúa về miền xuôi rừng ngả xanh bươm lượn hoa cười đêm đêm xuất hiện cơn người hành hương ngắc đánh nghe lời đồng khấn chúa thương ý à. Trời tiền sao béo con ý à, à. Chân chú đi rừng nhiều đường làm nuôi đây biết bao thanh đồng chờ mong ban khen biết bao thanh đồng chờ mong ban khen lại đội nón sâu áo gấm chật đi hai cường nón sâu áo gấm hai cường sang thua rào hết chín mười phương thị thành gọi phu xe trả cho tiền bằng xây ai biết chúa ba miệng lấy tay van chùa thương những kẻ cơ hàn ý à.
phụng mệnh đế đình tôn quan, phụng mệnh đế đình tôn quan đệ nhất trừ tinh chóc ta. Chi thần thông tôn quan, lục chi thần thông quyền thu tam sơi nghĩ phi phong y nhiệm bầu. Truyền phán các quan tả văn hữu võ nương ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hà thiên binh vạn mã hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ văn sứ dâng lên họ vũ con có sứ dâng lên trước trình phạt thánh sau trình vua cha nam tào bắt đầu chua phê. Phật thánh sau trình vua cha quan về cầm út chua phê. Ngồi nghinh nhật âm ê nghe quan lớn thuộc nghe cảnh vàng cảnh nhà vàng lá ngọc ê nghe vẻ tư hoàng người nhất mực tiền cung. Lịch chiều giang sợ sắc văn phòng các anh hùng trong tứ phủ ê nghi cho cùng còn kém xa. Chầu lọc nước về cửa đình ta cũng cùng ha.
Thế mà ta bộ chứng tâm lên cho cái họ ngu từ giờ trở đi, từ chi chi trở lại, anh em ta cho được yên căn yên số yên sở yên đình. Ta cho yên bản mệnh được mát bản thân trong chốn gia chung, ta cho phu thê được hòa thuận nào. Đường công danh đường sự nghiệp ta cho được thanh thông, lộc làm lộc ăn lộc buôn lộc bán nào. Thế mà ta ban khen ban thưởng cho hai quý tiểu từ giờ trở đi, từ chi trở lại ha, thông minh sáng láng học hành thanh thông, còn được công danh được sự nghiệp sau này ta cho được vượng tiến ha. Thế mà ta cũng ban khen ban thưởng cho văn đàn tiếng hát, tứ chủ đồi bền, các chủ nhang đồng đền đồng điện ha, các thanh đồng đạo quan với áo bốn phủ ha, chư nhân chư gia già thì ta cho mạnh khỏe, trẻ ta cho được bình an ha. Trên thượng ngàn đợt con giám sát khuyên cài, thông chi thiên địa không sai trước đại thần. Vân ni bát buồn công tự nghĩ xa gần đều đến làm tôi y. Trên phán các quan đã tả văn hữu võ lượng ban đám đàn quân thủy quân bộ đối hàng. Văn sớ dâng lên thượng ngài, văn sớ dâng lên quan về tấu đôi, chép biên rõ ràng phê cho đệ tử bình an. Họ vũ bình an phê cho họ vũ bình an, cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường phê cho vẹn cả đôi đường. Văn văn sứ dâng lên họ đỗ con, có sứ dâng lên trước trình Phật Thánh, sau trình vua cha Nam Tào bắt đầu chua phê.
chiều hôm đường bay về lẻ tẻ đỉnh sườn non đã chim sẻ nghe diều gian đã lô xô nước ngắt chảy làn làn trên đỉnh thương ê nghe có tùng xeo như điểm trông nghe ê nghe quyền hành ông sinh sát lương càn khôn nào chẳng quát trong tay khấm thừa đế lệnh xưa nay quyền quan giám sát trước dày nơi tiên cung thánh gia hồi cung trên giang tân nở xanh ngân lai lang anh vầng hồng soi sáng tòa nam ninh thoại quốc động định người con vua đệ tam thái tử giáng sinh y đền rồng thank you.
mọi bề ngài kiêm chi văn võ trong triều đình. Trong triều đình nào có chịu nhường ai, tài lược thao văn võ toàn tài, lĩnh quyền vua bát tài ngài thống chi các trong triều đình. Trong triều đình nào có chịu nhường ai, tài lược thao văn võ toàn tài, quan ngài lịch sự đáng trai bậc anh. Còn đang chát sổ hôm nay về quan đổi số cho ai, cho họ vũ cầu nhân xe nặng nhân nặng ra chung cầu phúc ma vương sánh bày cho. Mũ kim cương nay bạc mà xanh sang, quan vào chầu thượng đế nghiêm trang, văn bản nhất phẩm võ bản chức thượng. Trở xa về bắt lái xa khơi, ngày hôm nay loan ra ngự đồng trời, cứu sinh cải tử khắp muôn đời xa thân. Trên bờ người ở dưới sông, khắp bốn phương tiếng nhạc kêu vang lừng, đồng thầy họ nguyện sắm lễ hầu tiệc hoa. Ghế quan xưa kia vất vả ôi trăm phần, từ nay trở lại sẽ không kém ai ở đời. Ghế quan bôn ba, họ nguyện bôn ba khắp biển mà chân trời, đi trồng lên cây đức cho cuộc đời đó.
họ Nguyễn giao cho rộng cửa cao nhà, làm ăn buôn bán gặp người tôi gặp mày. Người thương trường được vạn sự bán buôn, còn những người đức hạnh nông thôn, lúa ngô khoai sắn chất đầy kho đầy nhà. Còn chép lại từng trang, ngài phán ra cho ý ngọc lời vàng, thương dân lưu để muôn vàn lời yêu thương. Dòng sông xinh đinh, phố quân trèo du lịch bốn năm phương, cũng có phen ngày tuần thu sông thương, trở về tỉnh Bắc qua giang sông lục đầu. Ngựa giò lâu phán lời nhân đức, kiếp tài lên nắng vạn nước siêu sinh. Nay quan về nơi trước thủy đình, khuôn ô đệ tử con Khang Ninh Thọ Trường. Vẻ tướng mạo uy hùng lẫm liệt, đức nghĩa nhân khí tiết hiên ngang, long châu hổ đấu gió vàng, lạc hồng chính vị công toàn đây cổ chiến. Gặp vận nước đương chiều nguy biên, cảnh điêu linh sóng biển sục sôi, tôn quan ra sức đời, gươm thiêm xuất trận quan dẹp loài sầm lăng. Đuổi cọp dữ về rừng tẩu tán, đâm anh hùng người man hạn cõi tiên. Sinh vi tướng nay tử vi thần, lạnh sang lưu tích đang đằng mà vào danh. Sổ tam phủ công đồng người phê bút, mệnh thanh đồng quan nâng xét soi, anh phúc đăng soi sắc dạng người, đôi thanh bảo kiếm quan xẹp loài tà ma. Đua quân trèo du lịch bốn năm phương, cũng có phen ngày tuần thu sông thương, trở về tỉnh Bắc qua giang sông lục đầu.
ngự sông sâu, ngự sông sâu sông cầu mà sông hát. Khi lên gành nhà xuống thác vui chơi, chiếc thuyền sông trăm mái chèo đuổi, lành sang bạch hạc đôi nơi quan đi về. Chân răng khê lên ngàn quan xuống biển, lạnh sang từ quý địa xanh lam, đền thờ quan tam tiên kiệu vàng, long môn hổ phục thành bàn rất uy. Hoa tức thì xa lâu đài điện cát, dâng nước về thoại quốc một khi. Ngài cho quân đi lấy ngọc lưu đi, đụng đụng dâng nước phép thì có ai đà. Qua đại giang sông tha sông cả, chờ ta về đọc đi ngã ba tranh thánh giang hồi cung. Sắc rồng vua phong cho trói sắc rồng quyền quan đệ tử uy hùng dậy vang. Số tử trên đài số sinh, số tử trên đài. Một tay quan điên chép không xài, ý số nào ý. Điều thời phụng sắc hoàng thiên Phật thánh chỉ truyền, giáng xuống dương gian tôn quan khám xét phản đền. Văn sớ dâng lên họ Vũ còn có sớ dâng lên trước trình Phật thánh, sau trình vua cha Nam Tào bắt đầu chua phê. Đôi chữ bình an phê cho đôi chữ bình an, cửa nhà phú quý mọi đường hành thông, chữ rằng sở nguyện tòng tâm. Văn sớ dâng lên họ Đỗ còn có sớ dâng lên trước trình Phật thánh, sau trình vua cha quan về cầm bút chua phê. Dưới đất ni quản thông chi đạo Phật chuyên gia, nhị
nhịp cầu ô. Ông đem bằng sông Ngân Hà liệt hàng tinh tú bay xa giữa trời. Nhờ chỉ ta sát quỷ có lớn tuân trách bậc tương tài. Để ngũ tuần tranh tranh ý. Truyền văn võ đôi hà, tấu lên thiên đình sớ này, tấu lên thiên đình, tấu xuống thủy phủ ba tòa chúa tiên quan, tuần cầm bút chép biển. Văn sớ dâng lên thượng nài, văn sớ dâng lên cho tới thượng thiên các tòa sớ này để trình vua cha. Tài mã dâng lên kim ngân, tài mã dâng lên quan tuần tấu đôi chép biên rõ ràng thê cho gia chủ bình an. Phật thánh sau trình vua cha Nam Tào bắt đầu chua phê.
tài mã dựng lên kim ngân, tài mã dựng lên quan tuần tấu đôi chép biên rõ ràng phê cho Đỗ Bình An. Sông tranh
tranh. Trăng nước còn in một mảnh ngờ tình. Lâm liệt oai hùng cương trang sĩ, mà hàng ngàn năm còn lưu để dấu anh linh. Có nhớ người trang sĩ, người tài xanh chỉ quan lớn tuyệt vời. Dù nước chảy canh canh bông bông hoa trôi, bên sông tranh kia công lớn người mãi mãi còn hằng khi. Con tìm về Ninh Giang nghe nỗi hoan quan tuần ôi xót xa, một đấng nam nhi anh hùng đâu có mang chuyện tình ông bướm, một đời vì non sông đem sức chay xây dựng núi sông, đâu có ngờ đợt nỗi cuồng phong sống trước vàng trời mới biết đâu tình thân lạnh liều đầy bàn xa đi tới chân trời xa hiểu hạt bao đêm ngày kỳ cùng quan sát ơi hỡi trời cao. Ai có ngờ đâu có ngờ chuyện xưa sóng gặt xưa tiên tháng năm sông kỳ cùng cuồng phong nổi lên đón người trang sĩ tình xưa lưu truyền ghi dấu để ngàn thu nỗi oan quan tuần kỳ cùng còn khi nổi tiếng dấu anh. Con xin nguyện tích dương công đức cúi xin quan ngài nhỏ phước hà xa ông độ cho nam nữ trẻ xa độ cho non nước nhà nhà được hưng long.
con lại nguyện giữ trong lòng trong sáng. Sám hối con nay chẳng dám đơn sai, xin ông hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt miền Tây được vĩ tường. Con lại nguyện đèn hương dâng tiên, cúi xin ông thương đến đồng xa, ông độ cho nam nữ trẻ già, ai ai cũng được mặt hoa với xa hương. Nguyện nằm một lòng chi kinh, sắm nhang đặng chẳng tình với ai, chỉ mong quan lớn sáng điện đài cho con được hưởng chữ lòng tài công danh. Lại nguyện là trung thành tư phụ trước hội đồng văn võ ba quan, căn căn cao số nặng tốt nhang đã làm tôi thanh chẳng than chi giàu nghèo. Con lại nguyện được tu theo tiên giáo, quan khai cho học đạo mà được linh, khai cho đồng trí thông minh, khai cho song nhân được tinh lại được thường. Nguyện là nghinh thừa tập phúc, tích thiện duyên nơi cõi tục lầm than, xin quan nhỏ phước thiên nhang cho con được hưởng chữ bình an tháng ngày. Họ Vũ con nguyện theo thầy Mạn Thế, cúi xin ông thương đến đồng già, ông độ cho năm nữ trẻ già, độ cho đệ tử nhà nhà được bình an. Con lại nguyện được chăm tông đường tổ miếu, quan về để khai chiếu căn nguyên cho bà cô ông mạnh hậu tiền, thoát được lục đạo được lên trên thiên đàng. Trước cửa quan đây tiền tài không tiếc, thác đi rồi còn tiếc chi đâu. Họ Vũ con nay quỳ gối dập đầu, mãn chiều tê bóng theo hồ đệ. Cả nước ta nay ngậm mùi thương tiếc, đi rồi nào biết thuở nào quên, muôn dân con cùng hội cùng thuyền, vua tôi thương tiếc một người mà đức nhân. Quan vẫn sống với nhân dân ta đó, muốn năm sau vẫn tháng tỏ hơn người. Nay ông về với đông đông người xưa, họ Nguyễn mở tiệc văn xin thưa đôi lời.
quan đâu có thắng. Sử sanh kia còn ghi chép từng trang, quan văn cho lời ngọc mà tiếng vàng, muôn dân ghi để muôn vàn lời yêu thương. Xa hồ phục lốt tam đầu kiểu vĩ châu lên, đôi lân dần phượng múa đôi bên, quan tuần chắc táng ngự lên trên sập rồng. Kiếm chi tam giới, quan chóc tà sát quỷ trừ tinh, quan lớn tuấn người vạn phép uy linh, quyền ông cai quản thiên binh tướng nhà trời. Ngự đồng chơi mình quyền bóng quý, nương nguy trời thủy khi đoan trang, quan lớn tuấn người hiền thành huy quang, ra tay tế độ họ Vũ con được nhờ. Tế độ sinh nhân đùng 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 nổi trận phong vân, ngự đồng ban sông kim tân quan trừ tà. Khắp gần xa ơn nông vạn bồi, hoặc ai mà nhầm lỗi chiến tha, cho dù cách trở sang hà, cầm cờ chỉ núi ắt đà mà núi ta. Cánh dấu thiêng đem về mà trần, ai có tà quang chóc tà xa, mặc dù ai nấy bệnh hạn chưa qua, kêu quan đệ ngũ thì bệnh đà mà tàn ngay. Hoành xúc lương cảnh non bồng kiến nước nhược bồng lại, khi chơi bạn chúc bạn mai, bạn loan tiệc ngọc xuống về tiệc xương ca. Các bộ nàng ra tay bè quê, quan dạo chơi thành thị hồ tiên, ba ngàn thế giới chư thiên, tiếng quan đệ ngũ khắp miền mà đông tây. Bốn phương trời đòi ơn đức đức cả, có lòng thì xả từ bi, thoát thôi quan lại biết đi, về chỗ mạnh khổ khăn, về chỗ thường thiên, chỗ thôi thế ra hồi cùng. Bát Hải Động Đình ơi con vua, Bát Hải Động Đình thế ra triệu tượng là con vua thứ hai đời Lê Thái Tổ, quản cai trong triều. Triệu tượng là con vua thứ thánh gia hồi cung đến dòng hôm nay cho bà này nhất vui vẻ vui đến sông ngờ lại chơi phủ chi hồi cung
thiên anh thượng ngàn dâm văn tiên thanh thượng ngàn đông quốc tuần quan giang đàn chức đây. Điểm mà cỏ cây hoa lá cảnh sang hè xa xa cuộc kêu vẻ sầu năn năn nỉ sớm chiều mặt thật là tức thầy tiên là nữ hương lành.
ngự chính ngôi quyền này. Nhắc trong phong cảnh hữu tình chúa tiên xa ở bên nam kênh ngầm chẳng có cơm làm thì khẽ ngại. Đứng vững vàng hoa tươi quả ngọt hai chữ thọ khang đời đời. Mang lộc lòng đến cho họ vũ người. Chân gian đừng thấy tuy đắng cay mà buồn từ xưa như nước chảy về nguồn cũng là dòng sữa mẹ thì cứ như con trong một nhà. Họ nguyện viết trầu nên giỏi sang một tay sắm đặt gọn gàng chẳng sai này đã có tâm mà lại không tiếc của tiền tài. Lần sau về Phúc Linh Điện mà bạc bạc ghế phải hát văn này cho mới nghe.
muôn cho bán cho bạc vàng đầy kho. Nay cầu được rồi họ phụ chớ có lo, được rồi nhớ trả chưa có vợ để quên ai muốn quên nợ cứ để cho mà quên. Về đồng làm mình sắm nhà sắm lên tam bảo mười phương độ trì tay nhang niệm phật từ bi. Măng chúc măng giang, măng tre măng mưa, cơm lam trà vàng. Cùng có khi sung ai đi tìm mà ý à. Châu vui về hồi mùa, là về đây đi mua ca trên là sơn. Chẳng tôi linh ngờ hải hoa sao chơi khắp khắp nơi chim quanh đã vang rộn ràng cần tiếng ca vang. Hãy tiễn tiền là vĩnh cành non cao đủ đỉnh một mình cho hai châu xinh đẹp nhất nhà ý à. Châu xinh quá mấy châu, răng 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 nàng tiên nữ đang bay về bàn đền đây. Thì nữ đang bay về, đang bay về bàn đền nơi. Buồng cau này con hái ở trên cây, sầu xanh con ngắt ngoài dây con mang về. Chính lên châu nhị trên đàn lộc sơn trang châu mang đến tận nơi. Chân nam bước trên cầu mình xuôi xe hòa theo tiếng đàn đền tấp nập rộn ràng mừng vui đón châu về loan xa. Tay múa môi dịu dàng đẹp như tiên vừa rơi xuống chân gian đầy người xa kia người đùm vui hát khúc sơn trang ngàn hoa thắm tươi dạo chơi châu dạo chơi khắp nơi. Muôn dân năm đó đời đời chúc kế châu trường xuống. Lộc tài nhiều phú quý để xa đổ cho dòng của cao nhà. Ý à. Xoay cho cuộc vũ dân cường xoay trăm năm
hết bốn năm phương thái hòa, sông đang châu tỏa sáng gần xa. Chân gian mở đường nhân nghĩa ban phúc lai cho nhà nhà, vang vang lừng tiếng ca đón trầu về người vui, đôi tay trầu múa đôi bồi hoa ta sáng như một ngàn ánh sao. Chập trùng chân leo vách núi rừng, chập trùng chân leo vách núi, bước nhanh chân chờ bước nhanh chân, chim oanh véo hoa trên cành, kia là nàng tiên nữ đang hái hoa trên ngàn xanh, kia là nàng tiên nữ đang hái hoa, hái hoa đẹp về kia sáng, kia sáng xinh xinh trên ngàn là tôi tú anh linh, áo tiêu chân dập hái hoa tóc xanh ta là trâu đẹp. Chầu đi rừng nhiều đường lầm lối, này 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 người ơi, chầu đi chọn lối này, đi chọn lối này thôi. Đồi núi bao xa, lên ngàn là đi hái bông hoa, anh hoa đem về đến đây, biết bao thanh đồng chờ mong. Mùa hạ mùa thu sớm ngàn lá xa tuy nở lúc đông sang, nụ hoa em lại càng khỏe tươi, cánh ngã hoa em môi cười, xuân về hoa nở khắp trời mà ngát hương, nay trầu về xa ngự đông cuồng. Chính vì lộc tài nhiều phú quý để xa, độ cho dòng vừa cao nhà. Ôi chính vì có lộc tài nhiều phú quý chầu ban cho, và cho tiền tốt lửa dày bóng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, họ vũ con nhãn khói phùng thờ. Tiết
hội ngày lành ngờ. Ngàn anh họ Vũ con mở tiệc thung dung thỉnh tam tòa tiên thánh hội công đồng ngờ. Màu sáng đàn tiên ngờ. Đệ nhất thiên tiên trên thiên đình ngờ. Mẫu bà đệ nhất thiên tiên. Lỗ hương xa nhiệt tam giới mong vân chư Phật hải hội tất sát vân tỷ sứ kết tưởng vân thành mỹ phương vân chư Phật tiện toàn tân. Nam mô hương vân cúng dạng Bồ Tát Ma Thánh gia hồi đệ nhị trên ngàn dâng văn na mẫu bà đệ nhị trên ngàn na tích xưa hiển thành na trong đền na song xưa trên đàn hải ngàn lô nhiệt minh hương xa du tử vũ lưỡng vô lưỡng hỏa hồi đắp thanh lương trí tâm kim cương nhật chu biên thập phương. Nam mô hương vân cúng dạng Bồ Tát Ma Tát Nam mô vân cúng dạng Bồ Tát Thánh gia hồi cung thanh mẫu đệ tam ma cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tam ma xích lân lòng nữ ngự đền là thoại cung dưới đình chân hương phần khởi xung thiên thượng đệ tử kiệt tài nhiệt tại kim lô phóng phảnh khắc nhân luân tức viên mãn thập phương nhật xa tu miễn nạn tiêu tai chương trình mô hương vân cúng dạng Bồ Tát Ma Tát Nam Mô vân cúng dạng Bồ Tát Ma Thánh gia hồi cung. Xin bạn đồng chàng vỗ tay thật lớn nào. Châu bé dậy chim rừng ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít đến lâu hoàng tung cánh về châu động tiên vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên một người.